Khán giả cười rộ khi Hoài Linh giả gái trên sân khấu Hà Nội. Vua hài đất Bắc Xuân Hinh và nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh là hai danh hài được đón đợi nhất trong chương trình Xuân Phát Tài 7 diễn ra vào tối ngày 23 tháng 12 tại Hà Nội. Tối ngày 23 tháng 12, Xuân Phát Tài 7 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Đây là chương trình ghi hình dự kiến phát hành vào dịp Tết Kỷ Dậu năm 2017. Thanh Bạch và Thủy Vân đảm nhận vai trò MC cho đêm diễn. Như những năm trước, điểm nhấn của Xuân Phát Tài tiếp tục là hài kịch. Xuân Hinh góp mặt trong tiểu phẩm đầu tiên với tựa đề Thuê chồng cho mẹ. Diễn xuất của Hồng Vân, Thanh Thanh Hiền và Xuân Hinh nhận được nhiều tràng pháo tay của khán giả. Tiểu phẩm xoay quanh câu chuyện về nỗi cô đơn của người mẹ già, qua đó gửi gắm thông điệp con chăm cha không bằng bà chăm ông. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và vua hài Đức Bắc Xuân Hinh tung hứng rất ăn ý trên sân khấu. Hai nghệ sĩ cùng gốc Bắc Ninh cũng là đồng nghiệp thân thiết với nhau ngoài đời. Tiểu phẩm thứ hai có tựa đề Chuyện không ngờ với sự tham gia của Quỳnh Hương, Trung Dân, Thúy Nga và Hoài Linh. Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh nhận được nhiều tràng pháo tay khi bước ra sân khấu. Nam nghệ sĩ tiếp tục gây ấn tượng khi đóng vai nữ. Tiểu phẩm mang thông điệp về gia đình. Bên cạnh những tràng cười sảng khoái, nhiều tình tiết trong tác phẩm khiến khán giả xúc động. Tiểu phẩm thứ ba đều không thể quên có sự tham gia của Vân Dung, Quang Thắng, Xuân Bắc, Tử Long. Đội hình táo quân kết hợp ăn ý trong từng lời thoại trên sân khấu, tác phẩm nhận được nhiều tràng pháo tay cổ vũ từ phía khán giả. Ngoài các tác phẩm hài kịch, Xuân Phát Tài 7 còn mang đến những tiết mục âm nhạc với sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng trong nước và hải ngoại, trong đó có Quang Lê. Hai giọng ca bolero hòa giọng tình tứ với ca khúc Phút Cuối. Trong phần chia sẻ với khán giả, Lệ Quyên hài hước cho biết nếu Quang Lê giảm cân, cô sẵn sàng mua vest summer trị giá 6.000 USD cho đồng nghiệp. Mạnh Đình song ca với Phi Nhung ca khúc Đồng Cảnh Ngộ. Đây là lần đầu tiên hai người kết hợp với nhau trên sân khấu. Dương Triệu Vũ và Tóc Tiên mang đến không khí sôi động với bản mashup Còn Lại Nỗi Cô Đơn, I'm In Love. Trong khi Tuấn Học và Lưu Bích mang lại cảm xúc sâu lắng với màn kết hợp ăn ý trong ca khúc Hiu Hắt Đợi Nhau. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!